Trường hợp tại dự án Louis Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm này là một ví dụ điển hình. Những thửa đất như thế này có giá trị hàng chục tỷ đồng đã được bán cho nhiều người và hiện nhiều khách hàng khốn khổ đó đang rất hoang mang lo lắng, tố chủ đầu tư là đã không giữ lời hứa khi cùng một thửa đất có thể bán cho nhiều người. Khi bị khách hàng phát hiện, họ chỉ đưa ra những hứa hẹn sẽ được trả bằng thửa đất có giá trị tương tự tại một dự án khác của đơn vị này trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bao giờ lời hứa thành hiện thực thì các khách hàng không biết, nguy cơ khó thu hồi, thậm chí là mất trắng cả nghìn tỷ đồng của hàng trăm khách hàng tại dự án này đang hiện hữu. Đầu năm 2019 thì ông Lê Văn Vân là phó giám đốc công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới, phó giám đốc công ty cổ phần thương mại Dữ Vọng có hứa hẹn với tôi là sẽ mua giúp tôi hai lô đất là Louis 1 ô 102 và 104. Thế và hứa hẹn là sau 3 tháng thì sẽ ký hợp đồng mua bán cho tôi và bàn giao lô đất. Thế và đến nay thì cái lô đất đấy tôi được biết là đã bán cho người khác rồi. Thế và tiền thì cũng không trả tôi và đất thì cũng chưa bàn giao cho tôi. Như nhà tôi là đưa tiền trong quán để mục tiêu là lấy đất. Đấy. Thì là đầu tiên là nói là ở dưới Hoàng Mai nhưng cuối cùng là xong lại chả có gì cả. Chia sẻ với phóng viên, nhiều khách hàng đã chót đổ tiền vào dự án theo hình thức hợp đồng góp vốn, phải cay đắng thừa nhận họ đã quá chủ quan. Người ít thì cũng góp hơn 15 tỷ đồng, người nhiều thì cũng vài chục tỷ đồng, cộng lại cùng trên nghìn tỷ đồng đổ vào dự án của công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới. Nhiều khách hàng đến trụ sở của đơn vị này để đòi hỏi quyền lợi và hướng giải quyết, song cách làm việc, thông tin mập mờ từ phía chủ đầu tư khiến họ thấy đang bị lừa một cách trắng trợn. Có cái hiện tượng là lợi dụng cái tiền của chúng tôi để vào cái mục đích như thế nào hay không và yêu cầu phải trả chúng tôi theo lãi suất đã thỏa thuận và đưa ra pháp lý làm đúng theo quy định. Ai sai người ấy chịu, nếu phía anh Tuấn sai, phía anh Tuấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu phía anh Vân sai, phía anh Vân phải chịu trách nhiệm và pháp nhân thương mại là công ty cổ phần Lã Vọng và công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới. Nếu như có hiện tượng huy động vốn hay trốn thuế hay những hành vi khác thì đề nghị là cơ quan ngôn luận cũng kết hợp với lại cơ quan pháp lý để làm rõ. Để thực hiện hoạt động mua bán nhà theo kiểu lúa non này, các chủ đầu tư đưa ra những lời quảng cáo có cánh cùng các ưu đãi trên trời, hứa hẹn những khoản lợi nhuận khổng lồ, gấp 2, thậm chí gấp 3 đến 4 lần khi tham gia mua nhà góp vốn, khiến không ít khách hàng vì lòng tham, thiếu kinh nghiệm đã không ngần ngại xuống tiền tham gia dự án để rồi nhận lấy những rủi ro bất lợi về mình. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do thiếu năng lực tài chính nên chủ đầu tư buộc phải lách luật nhằm huy động vốn, song cũng không loại trừ khả năng chủ dự án cố tình bịt mặt khách hàng để chiếm dụng vốn. Việc có rất nhiều người bị lừa mua đất, mua nhà trên giấy từ các dự án không có thật, một phần nguyên nhân là do ham lãi cao mà lờ đi nguyên tắc phải tìm hiểu kỹ tính pháp lý của một bất động sản. Trong đó góp vốn thực hiện dự án là chiêu bài khiến nhiều người ôm trái đắng hơn cả. Pháp luật Việt Nam từ lâu đã luôn có đầy đủ các quy định, chế tài để điều chỉnh các hoạt động mua bán bất động sản một cách không công bằng, nghiêm minh. Cụ thể, theo quy định tại khoản 5 điều 8 của luật kinh doanh bất động sản năm 2014, thì các hành vi huy động, chiếm dụng vốn, sử dụng vốn huy động của tổ chức cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết đều bị cấm. Quy định của pháp luật là như vậy, song vì lợi ích cá nhân, lợi dụng lòng tham của nhiều người, không ít chủ đầu tư dự án bất động sản đã đưa ra những miếng mồi ngon và cố tình đánh lừa khách hàng bằng cách tạo ra các hợp đồng thỏa thuận đặt cọc đăng ký chỗ, hợp đồng ký quỹ, hợp đồng góp vốn. Những loại hợp đồng này thoáng nghe qua thì tưởng như là đủ căn cứ pháp luật, song bản chất lại rất bất lợi cho khách hàng. Theo quy định của luật kinh doanh bất động sản cũng như luật nhà ở thì phải đáp ứng rất nhiều các điều kiện. Trong đó có cái điều kiện là phải hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng, trong đó có móng, cũng như là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rất nhiều các điều kiện khác. Và đặc biệt là phải thông báo lên sở xây dựng trước 15 ngày. Tuy nhiên thì phần lớn nha, các cái nhà đầu tư bất động sản trong cái giai đoạn đầu thì chưa đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện đó. Thế vì vậy mà họ sẽ tìm cách là lách các cái quy định của luật bằng cách là yêu cầu những thực chất là những cái người mua nhà hoặc là mua chung cư sẽ ký một cái hợp đồng hoặc là một cái thỏa thuận góp vốn hoặc là ký những cái văn bản có những cái tên gọi khác, ví dụ như là thỏa thuận giữ chỗ hoặc là hợp đồng đặt cọc giữ chỗ hoặc là thỏa thuận đầu tư để lách các cái quy định của luật. Do không tìm hiểu kỹ, lại hám lợi, muốn ăn chênh lệch cao, rất nhiều người đã bị dụ dỗ nộp tiền vào các dự án trên giấy mà không biết rằng hợp đồng mình đã ký không phải là hợp đồng mua bán.
Vì vậy, khi dự án gặp vấn đề thì sẽ không có căn cứ pháp lý để đòi nhà đất, mà việc thu hồi tiền cũng sẽ rất khó. Nếu may mắn có thể nhận lại tiền thì đành ngậm ngùi nhận kiểu nhỏ giọt, chậm trễ, tệ hơn thì sẽ có nguy cơ mất trắng. Theo tôi thì kiến nghị là trong thời gian tới, khi mà luật đất đai được sửa đổi và cùng với nó là luật kinh doanh bất động sản cũng như là luật nhà ở, thì các nhà làm luật, nhà soạn thảo nên xem xét để điều chỉnh những cái hoạt động mà huy động vốn trước cái thời điểm mà chủ đầu tư có đủ điều kiện để bán nhà hình thành trong tương lai. Để chấn chỉnh tình trạng này, thành phố nên công khai danh sách các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản để người dân nắm bắt. Và trong khi các cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý đối với việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, thì người dân cũng cần phải thật tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định đầu tư để tránh thiệt hại cho bản thân mình và gây ra những hệ lụy khó lường cho thị trường bất động sản nói chung.